Alo. Rồi, bắt đầu bàn nha. Không biết là các bạn vô thì có nghe rõ không? Nha. Nghe rõ không? Xin hỏi cái mấy người mà vô rồi á, là mình có nghe rõ hay không? Alo, là có nghe rõ không á? Nghe rõ không? Rồi, vậy là nghe rõ ha. Thì đúng như hẹn á, thì bữa nay tôi sẽ bàn về cái việc là chăm sóc và tự chăm sóc cái người F0 ở nhà nha. Thì nhìn chung á, là cái tình hình của thành phố Hồ Chí Minh mình á, với lại những cái tỉnh miền Nam á, thì chắc là nó còn tăng nữa, còn tăng nữa, và có thể là sẽ bị siết hơn, là bởi vì theo tôi biết thì hiện nay mấy cái hẻm cũng không có giải quyết được, không có giải quyết được cái mức độ mà tuân thủ trong hẻm, không giải quyết được, ngoại trừ cái hẻm nó đi đi cách ly hết thôi chứ không biết sao, cho nên không không thấy khá hơn. Số ca như vậy nó sẽ chỉnh lại, tại vì nếu mà chúng ta không hợp tác thì nó cứ đi ngang vậy hoài. Tôi cũng được nhiều người nói là ở trong hẻm thấy người ta không có tuân thủ nha, nhưng mà cũng không có ai giải quyết đó, mà không biết điện cho ai. Thì nếu mình không ráng mà trong cái thời gian mình chờ có vaccine đó, thì nó rất là nguy hiểm. Và rõ ràng là khi nó bị tấn công như vậy đó, thì nó sẽ đánh vô cái đối tượng nguy cơ nhé. Đối tượng nguy cơ thì chúng ta biết rồi, cái bệnh viện sẽ quá tải. Quá tải. Cũng may là có những cái chiến lược là mình mở ra như vậy đó, thì nó cũng đỡ được phần nào. Vậy mình bàn tới cái chuyện F0 ha. Việt Nam mình á là khi mình có cái trận này đó, thì mới thấy là mình chậm hơn người ta là mình may nha. Chậm hơn người ta là mình may. Mình may là tại sao? Là tại vì người ta bị rồi, người ta có rất là nhiều kinh nghiệm để người ta đưa ra những cái bài bản, cái sách vở, rồi những cái phương pháp để mà giải quyết từng cái tình huống khác nhau. Ví dụ như là khi nào thì tại nhà, quan niệm làm sao là tại nhà, cách chăm sóc tại nhà nó hoàn hảo nhất, rồi cái cách phòng vệ ở tại nhà nó hoàn hảo nhất. Và thêm một cái nữa đó, nó rất là hay ở chỗ là về cái mà người ta bệnh nặng á, giải quyết như thế nào á, là Việt Nam mình học hỏi được rất là nhiều của những cái nước đi trước. Thành ra có khả năng là mình sẽ cứu sống được nhiều hơn, mình sẽ phát hiện sớm nhiều hơn. Vấn đề ở chỗ là mình phải có đủ cái tầng á, cái tầng điều trị á, mình phát hiện sớm á, thì cũng nhờ đó mà mình cũng cứu sống được nhiều. Chứ còn nếu không mà cái tình trạng như vậy á, thì kinh khủng lắm. Bây giờ thì về nhân y tế, viên y tế quá tải rồi, người dân thì có người lơ là nhưng mà có người lại quá lo lắng nha, quá lo lắng. Thì bây giờ tôi đi sâu vô cái vấn đề là cách ly tại nhà chăm sóc như thế nào nha. Cho tới hiện nay đó thì những cái con số mà chúng ta cần phải biết đó, là nó không có thay đổi, không thay đổi. Thứ nhất đó, là 60 đến 80% những cái người bị nhiễm Covid là không có triệu chứng. Không có triệu chứng. Không có triệu chứng gì đó. Cho nên nhiều khi mình đùng cái mình đi ngoài đường, người ta vô người ta quắt mình vô, người ta phết một cái chúng ta dương tính ha. Hoặc là một cái cơ quan của mình đi A đi không A, tự nhiên nó tự cái phết cái ra dương tính ha, chạy bắt nhau hết. Hoặc là mình nghe một cái chỗ nào đó F0 mà mình có liên quan tới, người ta mời mình tới phết cái mình cũng dương tính luôn. Thì chứng tỏ là cái tỷ lệ mà không có triệu chứng á, thì nó cũng như hồi xưa. Hồi xưa là khoảng 60 tới 80% nhá, 60 tới 80%. Điều đó thì mình nghe mình mừng, nhưng mà cũng 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 khó cho mình, là ở chỗ là mình khó khó phòng bệnh lắm. Nếu ông nào ông bệnh ông cũng ho số mũi thì nó dễ rồi nha.
còn phần nào bây giờ nó cũng không có triệu chứng, thành ra 60 đến 70% là con số đó cho tới hiện nay nó không thay đổi, không thay đổi. Và đó là điều tất yếu, tất yếu khi mà một con virus đó, mà nó thuần như con người đó, thì nó vậy đó, nó vậy đó. Cái nhóm thứ hai là có triệu chứng, nhóm thứ hai là có triệu chứng, thì nó có ba cái nhóm có triệu chứng, là một cái nhóm giống như là mình bị cảm cúm, 20% còn lại là giống như mình còn cảm cúm. Rồi trong vòng cho tới hiện nay nữa, người ta nghiên cứu người ta thấy là hồi xưa đó, cái đợt mà trước cái chủng Delta này đó, thì cái con virus này có thể nó hành mình cho tới hơn 10 ngày, có nhiều người hành dữ lắm, hành tới hai mấy ngày luôn. Nhưng bây giờ người ta thấy là đa số là nó hành đủ 10 ngày thôi à, nó rút nó đi, chú ý nó không ở trong người mình nữa. Tại vì sao? Tại vì khi mà một con virus á, mà cái thường thường là cái con virus mà nó đi bằng đường hô hấp á, là nó sẽ vô người mình xong, nó hoành hành mình trong cái thời gian mà cơ thể của mình tạo ra kháng thể. Khi mà cơ thể của mình tạo ra kháng thể đủ á, thì nó không phát triển được. Tại vì nó mới vừa mới sinh ra làm bóc liền. Tại vì con virus này nó sử dụng cái cấu trúc của mình để nó nhân đôi lên. Mà khi mà người mình trong vòng 10 ngày mình đủ kháng thể rồi, nó vừa mới chuẩn bị nhân đôi là mình chụp nó lại, nó không nhân đôi được. Thành ra cuối cùng nó tự tuyệt tiêu đi luôn. Thì con corona này bây giờ á, nó sắp thành con corona người. Thì bây giờ nó cũng là khoảng 10 ngày. 10 ngày là nó hết. Đó là người ta nghiên cứu rồi. Người ta nghiên cứu rồi. Cho nên sau này mình thấy là điều trị có 10 ngày và đa số là được về. Và đặc biệt mới đây nhất là bộ có ra cái hướng dẫn. Đó thì như vậy nó là cái thứ ba là nó như vậy. Cái thứ tư là con virus này nè, chỉ có 95% là người đó không cần thở oxy gì hết. 60-80 là không có triệu chứng. 95% người mắc bệnh không có thở oxy hết. Chỉ có 5% người mắc bệnh là cần oxy. Sau đó thì mới cái chuyện cao hơn oxy nữa. Và cho tới hiện nay, trên cái tổng kết cái số đó, là chỉ có những cái người nào mà nguy cơ thì mới có khả năng xảy ra trong 5% mà cần thở oxy là nặng hơn. Và đặc biệt nếu mà mình phát hiện phát hiện trễ là có khả năng nó sẽ đi tới xa hơn, thì một chút tôi sẽ bàn cái cách mà mình phát hiện trễ. Thì 5% người đó đa số là người gì? Thứ nhất, trẻ tuổi nhưng mà dư cân tới cái mức béo phì. Chứ còn trẻ tuổi mà không béo phì thì đa số nó lướt qua hết. Thứ hai là người có bệnh nền, đặc biệt là bệnh nền mà mình chưa có chữa ổn định, ví dụ tiểu đường mà nó cũng không ổn định, rồi suy thận không ổn định, rồi ung thư cái giai đoạn mà vẫn còn phải truyền hóa chất, rồi thận thì nó phải chạy thận hoài, rồi xơ gan đó, những cái bệnh mà nó cứ bệnh hoài, nó không ổn định, rồi tim mạch mà cũng không có giải quyết được đó. Chúng ta nhớ là không ổn định nha. Nhóm nữa là cái nhóm trên 65 tuổi. Thì mình nhìn có tới cho tới hiện nay đó, thì nó vẫn như vậy. Nó vẫn như là hồi đầu tới giờ, nó y chang vậy luôn, nó không có gì mới hơn đó. Nhưng mà tại sao mình nghe bên Ấn Độ hay là bên Indo bây giờ họ chết quá nhiều đó? Là tại vì nó có 5% thôi, nhưng mà mình cộng cho 5% của 1 triệu là nó khác 5% của 1.000 người là nó khác, mà 5% của 100.000 người là nó khác. Thành ra nó rong nghẹt luôn. Thành ra cái chiến lược của mình bây giờ là người trẻ phải biết phòng ngừa, để người lớn tuổi và người có bệnh nền và người trẻ béo phì không có bị mắc bệnh trong khi chờ đợi vaccine. Nhớ nha, chiến lược chúng ta cùng làm như vậy. Bây giờ mình bàn tới cái việc là ở nhà thì làm cái gì. Bây giờ mình ở nhà đó, ở nhà mà F0 thì nó có hai tình huống, mà có thể mai mốt nó là ba tình huống. Tình huống thứ nhất á là mình là F0 rồi, nhưng mà chưa có ai tới kêu mình đi đó. Tại vì các bạn tưởng tượng coi, thành phố Hồ Chí Minh mà một ngày có lúc 3-4 ngàn người, đâu ai mà nhớ tới mình. Người ta cũng phải sắp xếp lúc này kia, rồi thí dụ mình xét nghiệm mà F0 rồi, người ta phải vô sổ làm tôi nhiều lắm. Bây giờ mình đừng có trách mấy cái ông mà ở trạm xá,
tại vì nhiều việc lắm, nhiều việc lắm mình phải tự làm. Đó là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai có thể mai mốt là à, thấy anh thuộc cái nhóm tốt nha, rồi ở nhà đi, đó là mai mốt. Còn cái nhóm thứ ba là bây giờ là 10 ngày rồi, xét nghiệm âm tính rồi, hoặc là xét nghiệm tải lượng virus nó thấp lắm rồi, thôi quá cái ngày nguy hiểm rồi, thôi đi về, ha, đi về nhà đi, nó chỉ tiếp cho cái chuyện theo dõi đó. Và chúng ta biết là cái bệnh này á, cho tới hiện nay đó, là thường thường nó nặng vào ngày thứ 5 đến ngày thứ 8. Ví dụ mình bệnh là ngày bắt đầu mình sốt hay mình bệnh trước đó mình không biết á, là ngày thứ nhất rồi tới 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đó là ngày 5, ngày 8 là nó có thể nặng lên, ha. Có một số người thì ngày thứ 3, đó. Thì người ta biết như vậy, người ta biết là đa số cái người ta đó là sau cái ngày thứ 8 nó sẽ ổn, ha. Rồi sau đó người ta nghiên cứu nữa là người ta lấy cái virus trong cái họng ra đó, thì người ta thấy là ngày thứ nhất, ngày thứ hai á, là nó thấp, nhưng mà ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, sáu, thứ bảy, thứ tám nó cao lên, thì bắt đầu nó xuống tới ngày thứ 10 gần như là không có thấy nhiều nữa, mà nó ít lây lắm. Nha. Chúng ta biết rồi, cái nồng độ virus trong họng mình á, trong họng của người bệnh á, khi người ta nói chuyện ra, nước miếng nó văng ra đó, thì nó lây nhiều hết là cái nồng độ đó. Ha. Nhiều thì cái giọt bắn nó chứa nhiều, rồi nhiều giọt bắn nó ra nhiều. Đó, cho nên người ta nghiên cứu nó tóm lại là vậy. Bình thường nếu mình mắc bệnh, có thể ngày đầu của mình á, cái lượng virus trong họng mình rất là thấp, nhưng ngày thứ hai, ngày thứ ba nó tăng lên rất là cao, cho tới ngày thứ sáu, thứ bảy bắt đầu nó, thứ tám nó giảm xuống, tới ngày thứ 10 nó hết luôn. Đó, thì cái quy luật của nó là như vậy. Còn cái trường hướng mà nó xẹt ra ngoài ít lắm thì nó sẽ nặng vào ngày thứ 5 và ngày thứ 8 ha. Cho nên bây giờ sẽ có một số người á, ngày thứ 7, ngày thứ 8 á, sẽ được xét nghiệm mà thấy âm tính hay là nồng độ thấp quá đi, thôi đi về đi. À, ở đây không có làm gì hết, tại vì nó thứ nhất là nó an toàn, thứ hai nó không lây nữa, thôi đi về là chăm tiếp. À, cho nên chúng ta sẽ nói là có ba nhóm người: một là sắp chuyển đi chưa liên hệ được, hai là mai mốt được cách ly ở nhà, ba là sắp hết rồi đi về. À, đó thì cái nhóm ở nhà nó có thể là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ chia làm hai nhóm nha. Mình nói cái nhóm thứ nhất dễ đi, nhóm dễ đó là cái nhóm là sắp hết bệnh rồi đi về. À, thì cái nhóm này đó, khi mà đi về nhà đó thì không sợ người ta nặng thêm, hiếm lắm không sợ người ta nặng, nhưng mà người ta cũng sẽ chỉ cho mình, chút tôi sẽ nói cái cách của mình theo dõi. Rồi cái thứ hai là nếu mà mình ít nhưng mà mình thoải mái, mình tiếp xúc thoải mái thì cũng có thể nó lây. Cho nên cái nhóm thứ nhất là được về sớm á, mà xét nghiệm tải lượng thấp quá đó, thì thứ nhất á là ông được ra khỏi nhà nha, được ra khỏi nhà. Tại vì mình ra khỏi nhà là cái nguy cơ mình lây cho người khác, sau hàng xóm. Thứ hai là mình ra khỏi nhà là mình chắc chắn là bị gièm pha. À, mà nhà nước, nhà một cái ngành y tế hay là chính phủ hay là chính quyền không cho mình ra nhà đâu, ra khỏi nhà được, mà tuyệt đối không được ra khỏi nhà. À, tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Thứ hai á, mình cái khả năng mình rất ít lây rồi, nhưng mà mình phải làm cho nó tốt hơn nữa, nghĩa là mình cũng phải giữ khoảng cách. À, giữ khoảng cách cho tới bây giờ á, mà mình đứng xa người ta 2 mét á, ngoại trừ cái ông đó ông có nội công thâm hậu, một tấc một cái nó dằn quá 2 mét luôn thì mới có thể lây. Cái đấy hiện nay là quá 2 mét không có lây. Cho nên mà đặc biệt là mình mang khẩu trang nữa, cho nên nếu mình ở nhà có tình huống đó mình cũng cố gắng mình mang khẩu trang cho nó quá 2 mét, ha, quá 2 mét. Rồi mình có thể tiếp tế bằng cách là để một cái bàn, để trên cái bàn đó xong rồi đi ra chỗ khác người tới lấy, ha, người nhận. Người để thì để cái bàn đó, người nhận cái đó. Nhưng mà lúc mình đi tới đó mình cũng phải mang khẩu trang để cách ít nhất là 2 mét thì nó sẽ an toàn hơn. Ha. Còn cái người mình đưa đồ, mình nhận đồ ra, mình giặt giũ rồi đó, thì mình có thể mang găng tay. Có thể mang găng tay. Ha. Hoặc là mình mang ra sau mình thường thường mấy cái đồ giặt giũ chỉ cần ngâm xà bông là nó chết ngắt hết à. Con virus này, hoặc là mình nhà mình có nước nóng á, mình xả nước nóng vô khoảng chừng 50 độ là nó chết queo hết. Nó không, thứ nhất là nó không có bao nhiêu, thứ hai là mình nước nóng là chết ngắt hết à. À, thì cái đó cái cách của mình làm như vậy. Còn nếu mình lo nữa thì mình có thể sử dụng mấy cái đồ ăn mà bỏ luôn á, cái chén dĩa mà ăn lần bỏ đó, xong bỏ vô túi mình dục luôn nha, nấu nướng cái đó thì đâu có lâu đâu ha, thì mình xài được hết. Đó, cái đó cái cách mình tiếp tế là xong nha. Thứ hai là cái người mà ở trong phòng á, mà mình là F0 á, mà nó khỏe rồi đó, theo dõi á, thì mình nếu mình ở mình trong phòng mà không cần mang khẩu trang nha, không cần mang khẩu trang. Tại vì mình ở mình trong phòng mình mà, nó không trang chi. Nhưng mà mình phải lau chùi cái mặt trước mặt của mình, ngồi mình làm việc, mình lau cho nó sạch. À, chứ còn mình dọn bớt đồ đi, chứ mình để đồ lung tung quá là nó dơ.
tại vì thỉnh thoảng nó còn dính miếng đó thì mình lau nó chết luôn, virus chết luôn đó. Thứ hai là mình cố gắng theo dõi nhiệt độ của mình ha. Cái cách thở, nhịp thở thì sau đó tôi sẽ chỉ sau ha. Nhưng mà nhiệt độ của mình có thể theo dõi ngàn lần cái tối, hoặc là mình sờ lên đầu mình thấy ấm ấm đó, và mình uống nhiều nước ha. Vận động đó, vận động, sinh hoạt vận động, dù là không gian nó chật mình cũng phải tập sử dụng rồi cho nó ngon chút ha. Tại vì nó bắt đầu trở lại bình thường rồi, nó nhịp sống bình thường rồi. Cái quan trọng nhất á, ngoài cái việc mình đừng tiếp xúc ra, là lúc mình đi vô toilet á, là mình phải bảo đảm cái toilet đó thật là sạch ha. Chịu khó rửa sạch đi ha. Chịu khó rửa sạch đi chứ đừng có mà để nó dơ. Tại vì cái toilet mình mà nó sạch á thì bình thường nó cũng sẽ khó nhiễm vi khuẩn hơn ha. Trong khi người mình cũng có bệnh rồi, dù là mình sắp hết ha, sắp hết, toilet nó phải thật là sạch ha. Và ăn sạch uống sạch đó, là tại vì mình mà không giữ dinh dưỡng tốt á, ăn đủ á, mà mình không giữ dinh dưỡng mà sạch á, là lỡ mình đau bụng á, hay là mình đau mà ăn trúng cái gì đó, là mình tưởng tượng ra nhiều thứ khác nữa, phiền lắm ha. Cho nên phải ăn sạch, uống nhiều nước, ngủ đủ giấc, điều độ sinh hoạt ha, điều độ sinh hoạt đó. Thì mình làm như vậy á thì thông thường á là có khả năng là ngày thứ 14 á, hoặc là người ta thấy cái nồng độ mình âm tính rồi, không kêu mình nữa. Tới ngày thứ 14 hay là 21 gì đó, tôi chưa có, tùy theo cái tình hình của mình thì người ta sẽ xét nghiệm cho mình lần nữa, âm tính thì thôi xong, xả gian đi ha. Thì lúc đó cái người mà F0 mà về sớm là người đó là khỏe nhất đó. Tại vì sao? Ta bệnh rồi, đâu có miễn dịch rồi ha, bệnh đang bị gì rồi là khỏe rồi, đâu có gì đâu đó. Thì cái nhóm đó sắp tới đây nó sẽ khá là nhiều ha. Tôi biết là bây giờ thí dụ như bữa nay mình vô là mấy bữa trước là mình vô có lúc 4.000 người đúng không? 4.000 người đúng không? Thì 10 ngày sau là có 4.000 người ra. Đó, cái tỷ lệ là 95% là 4.000 người ra. Rồi người nặng thì người ta phải nằm nhiều hơn 10 ngày. Đó, thì qua cái đợt này nó sẽ về nhiều hơn ha. Hoặc là trước đây 10 ngày là mình có số người vô rồi, bây giờ bắt đầu ra. Thì cái số đó là bắt đầu ra nhiều ha. Thì cái nhóm đó thì là dễ nhất nha. Khả năng lây cũng thấp. Khả năng trở nặng gần như không có. Thì mình theo dõi thôi. Giờ mình bàn tới cái nhóm thứ hai, là cái nhóm mà mình sắp được đưa đi ha, mình sắp được đưa đi và mình chuẩn bị phải chăm sóc. Thì thông thường á là có khả năng là cả nhà bị á, có khả năng là cả nhà bị luôn á. Thì tôi thấy là rất hiếm cái người mà nhà bị có vài người thôi, còn vài người không bị, chỉ có bị trước bị sau thôi, có thể là lây rồi mình không biết. Ha, có thể lây rồi mình không biết. Thì đối với những người này á, nếu mình là người F0 thì phải hết sức bình tĩnh ha, hết sức bình tĩnh. Mà tôi biết cái người F0 bây giờ á rất là lo lắng. Bây giờ tôi ví dụ nha, nếu mình không biết mình F0 mình cũng có thể tự hết nha, đúng không? Như đầu chương trình tôi nói là 60-80% không có triệu chứng. Nếu mình không có người F0, mình không biết mình là F0 thì nó qua 10 ngày mình đâu có biết. Tại vì thí dụ như mình đi chơi, mình tiếp xúc đâu đó, mình bị rồi, 10 ngày sau mình thử ra đâu có thấy, hết đâu có thấy, nhưng mà mình vẫn bình thường mà. À, cho nên ta nói rồi, 80% là sẽ âm tính. À, nhưng mà người ta hay lo, người ta hay tưởng tượng lắm. Giờ tôi ví dụ mấy anh chị ở đâu á, không biết, mấy anh chị về cái xứ này mà anh chị hồi xưa giờ không biết con Covid gì hết. Nha, không biết Covid. Thì mình đâu có suy nghĩ gì đâu. Nhưng bây giờ tự nhiên mình suy nghĩ gì đó. Cái thứ hai là tôi hỏi các bạn là từ nhỏ tới lớn, bây giờ có bao giờ mình có ai dám nói mình là không bị cảm không? Các em nói mình không bị cảm không? Chắc chắn là có bị cảm. Tôi cũng cảm nhiều trận, đúng không? Trận sốt nhức đầu dữ lắm. Vì tôi nói nếu mà mình bị cảm á, trong giai đoạn cách đây một tháng á, mình đâu có tưởng tượng nhiều đâu. Nhưng mà bây giờ mình cảm một cái, mình tưởng tượng ngay là chích mồ rồi. Ví dụ mình F0 không, bắt đầu có triệu chứng cảm, mình tưởng tượng bắt đầu nó nặng lên nha, bắt đầu nó kỳ quá nha, hồi xưa giờ làm sao nha. Rõ ràng hồi xưa giờ mình bị cảm mình có suy nghĩ đâu, mình đã có bao giờ suy nghĩ. Nhưng bây giờ tất cả mọi triệu chứng mình đều suy nghĩ hết. À, sốt hả? Trong sách nó nói sốt, nó sốt lạnh run. Nhiều khi tôi thấy rất là nhiều người hả? Cặp lên có 37 độ 6 thôi là sốt nhẹ thôi, mà bắt đầu cũng la toán rồi, sao em bị sốt quá. Hồi xưa mình có sốt không? Hồi xưa mình có ho không?
hồi xưa mình có họ sổ mũi không, hồi xưa mình đau họng không, thì tất cả những triệu chứng đó cho tới hiện nay nó vẫn là triệu chứng của cảm cúm. Nhưng bởi vì nếu mình là cái người F0, mình quá tưởng tượng đi, quá tưởng tượng là bắt đầu nó xâm lấn cho người mình, bắt đầu nó làm cho mình sẽ mệt thêm. Tất cả những cái đó là do sự hoảng loạn mà ra, sự hoảng loạn và sự tư duy mà ra. Mà cũng có thể cho các bạn biết luôn, con nít á, nó chạy chơi rầm rầm à, nó cũng ho sổ mũi ha. Nhưng mà chạy chơi rầm rầm à, tại hồi nhỏ giờ nó cũng ho sổ mũi đúng không? Nó cũng chạy chơi, nhưng bây giờ nó cũng ho sổ mũi, nó có tưởng tượng ra Covid là cái gì đâu. Thành ra rất là thoải mái, nó chạy chơi bình thường lắm, rất thoải mái. Còn con người lớn của mình á, thì lúc nào cũng tưởng tượng hết, mà nó khổ nhất là cái trí tưởng tượng của người lớn á, là khổ lắm. Cho nên nếu các bạn là F0 thì bạn hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, không có việc gì phải lo lắng, nếu đặc biệt là mình không phải liệu tố nguy cơ, nhưng mình không có lơ là đó. Cho nên bây giờ nói cái quan trọng nhất của người F0 tại nhà, mình chăm sóc người F0 hoặc là bản thân mình chăm sóc nhau, số 1 là phải bình tĩnh. Và mình nhớ rằng 80% là không có triệu chứng, 95% là không cần làm gì hết. Có thể nó có nóng ho sổ mũi và nó sẽ tự hết trong vòng 8 ngày đầu. Nó có nặng gì đó thì từ ngày thứ 5 tới ngày thứ 8 thôi. Còn sau ngày thứ 8 gần như là mọi chuyện đều ổn thỏa. Mà có một số 6-80% người ta là không có gì hết cho tới ngày thứ 8, thứ 10 luôn. Đó. Thì mình phải suy nghĩ như vậy đó, thì mình mới không có quá lo lắng nha. Và đặc biệt là tâm trạng của mỗi người á, thì nó khác nhau. Cái sức chịu đựng và cái sức tưởng tượng mọi người khác nhau. Thành ra nếu mình là một trong những thành viên trong đó, mình bình tĩnh, mình phải thể hiện mình là trụ cột. Người đó lúc đó là quan trọng nha. Dù là mình bệnh rồi, cả nhà mình bệnh hết, thì phải có một người trụ cột và khuyên nhau là trong sách nói, nếu không phải là cái người có yếu tố nguy cơ thì 80% không có triệu chứng, 95% là ngày thứ 8 là nó ổn. Chỉ có gì trục trặc là nhóm người đó thôi, là có 5% người đó thôi. Cho nên mình xét ngay trong gia đình mình nè, ABCD nè, ai nè, rồi xong mà xuyên tính. Còn nếu các bạn mà tưởng tượng càng nhiều là các bạn sẽ ra nhiều chuyện lắm. Một chút tôi sẽ nói cái tưởng tượng cho nghe đó. Thì như vậy là cái thứ nhất là như vậy. Nếu tất cả trong gia đình mình mà đều F0 hết thì mình cùng sống, sinh hoạt, làm việc đúng không, cùng nấu nướng, người ta tiếp tế vô cho mình thôi. Như vậy thì mình làm gì? Mang khẩu trang tương đối, giữ khoảng cách tương đối nha. Đặc biệt lúc đó là phải bảo ban nhau bình tĩnh theo dõi sức khỏe của mình chứ đừng có rối lên. Thứ hai là gì? Làm sao thì làm, cái khâu vệ sinh ăn uống và cái khâu vệ sinh trong sinh hoạt nó phải bảo đảm thật là tốt. Tại vì sao? Thông thường mình cảm mình biết rồi đúng không? Thông thường mình cảm biết rồi, nếu mà vệ sinh không tốt nó sẽ tấn công vô thêm, nó làm cho mình bị nhiễm trùng thêm thôi đó. Cho nên nhà vệ sinh là phải ngon lành, ăn uống phải ăn sạch, uống sạch đàng hoàng, chứ không phải là thoải mái. Thì nếu mà cả nhà mình bị rồi cũng cả nhà mình hết, nó đúng theo nguyên tắc đó rồi đúng theo nguyên tắc đó rồi. Thứ hai là gì? Nếu trong nhà mình có một người chưa bị thì mình phải suy nghĩ là có khả năng hai bữa nữa ông bị có khả năng hai bữa nữa là bà bị luôn á. Tại vì thường thường trong nhà nó lây ghê lắm, nhưng mà mình cũng nghĩ là lạc quan chút là chưa bị thì đó là mình làm sao. Cũng giống như là cái F0 lúc đầu tôi nói á, mới về đó, nhưng mà cái này phải nghiêm ngặt hơn phải mang khẩu trang. Mà F0 không cần mang khẩu trang N95 nha, mang khẩu trang thường thôi, tại N95 khó chịu lắm. Còn người kia ở ngoài cũng phải mang khẩu trang, nón che giọt bắn, đặc biệt là sử dụng thêm găng càng tốt. Rồi cách tiếp tế của mình cũng như vậy, cái quy luật nó giống y nhang cái kia, chứ không có cần làm gì hết. Và đặc biệt là người F0 ở trong phòng á, phải mở cửa thoáng ra, dọn dẹp sạch sẽ, vận động thì sử dụng như bình thường. Đó, cái đó là rất là quan trọng. Bây giờ tiếp theo mình làm gì? Ngoại trừ ăn sạch uống sạch ra, cái khâu này là rất là quan trọng. Mình phải tập thở để cho mình đừng có lo lắng. Đừng có lo lắng. Phải tập thở. Tại vì bình thường á mà mình cảm cúm nó sẽ hết. Nhưng bây giờ cái đầu mình nó không có yên, lúc nào mình cũng tưởng tượng sốt này là chắc nó sẽ sốt mạnh hơn nữa. Ho này chắc nó sẽ ho hơn nữa. Khó thở này chút nó khó thở hơn nữa. Thì cho tới hiện nay sách vở nó có nói tất cả những cái tình huống khó thở một đa số là nó liên quan tới
cái đầu chứ không phải là cái phổi. Đấy, cái đầu chứ không phải cái phổi. Thì như vậy mình tập thở làm sao? Trong cái fanpage mà của tôi mới làm á, là tôi có một số người đã đưa cho tôi đó, thì thật ra có rất là hợp lý. Tại vì sao? Bình thường á là mình thở cái phổi mình á ít lắm, thở cái khúc không phải là tất bả cái tế bào phế nang của mình nó hoạt động đâu, nó có nở lên hết. Nhưng bây giờ á, mình đang đầu mình đang suy nghĩ nhiều quá ha. Hoặc là mình đang khó thở thiệt, có liên quan tới phổi mà cũng vừa liên quan tới đầu, thì phải huy động hết tất cả cái bộ phận phế nang trong người mình để nó trao đổi khí, lúc đó là cái oxy nó mới đủ lên trên, nó cung cấp, nó nuôi cơ thể mình không có bị mệt ha. Thì thở làm sao? Nói là thở thì chuyến chuyên môn nó gọi là thở cơ hoành á, cơ hoành nó huy động cơ hoành luôn chứ không phải là mấy cái cơ ngực không. Cái thứ hai là thở bụng, thở bụng có nghĩa là mình hít vô thật chậm ha, hít vô mà cho tới khi nào mà cái bụng mình phình lên ha, phình lên rồi mình thở ra như là mình thổi sói, thổi lửa đó, cho tới khi cái bụng mình nó sập xuống đó. Một ngày mình làm vậy một đợt á, khoảng từ 15 tới 20 nhịp ha, 15 tới 20 nhịp, mình có thể làm 2-3 đợt vậy đó. Có thể lúc mình nằm mình đang suy nghĩ lung tung mình tập thở ha. Có thể lúc mình ngồi đang làm việc gì đó tự nhiên mình nhớ lại tập thở ha. Hay là mình cố tình mình ngồi mình tập thở, cố tình mình nằm tập thở được hết nha. Nếu mình tập thở như vậy thì mình đừng có suy nghĩ lung tung nữa, mà mình phải chú ý vô cái nhịp thở của mình nè ha. Chú ý là cái bụng đang lên chưa, cái bụng đang lên chưa, cái bụng đang lên chưa, nâng lên hết rồi, cái bụng xẹp xuống, thổi ha. Thì lúc đó mình sẽ không nghĩ lung tung, và lúc đó rõ ràng là tất cả các cơ, các phế nang trong phổi mình nó huy động để mà nó có oxy nhiều nhất nha. Cho nên dù là không khó thở cũng phải tập thở, bắt đầu thấy khó thở là phải tập thở đó. Như vậy nó sẽ rất là tốt cho cơ thể của mình trong cái thời gian mình bị cái đó ha. Và mình trong đầu mình phải suy nghĩ nè, trong sách nói rồi, ông Khanh này ông nói rồi, 80% là không có triệu chứng, đặc biệt nếu mình là cái người khỏe mạnh không có yếu tố nguy cơ. 95% là nó sẽ hết trong vòng 5 tới 8 ngày đó. Nếu mình không có cái nguy cơ đó thì mình suy nghĩ làm chi cho nó cực. Mình cũng có thể suy nghĩ là biết chừng nào hết đi làm, cũng có thể suy nghĩ là không biết là cái người nhà của mình làm sao, nhưng mà mình phải cùng động viên nhau ha? Cùng động viên nhau để mà mình khỏe hơn ha? Còn trường hợp bây giờ trong nhà mình có một người có yếu tố nguy cơ ha? Mà chưa có được chuyển đi, thì mình nhanh chóng mình liên lạc với lại cơ sở y tế ha? Nói tôi có người vậy đó, chứ còn tôi thì tôi không có lo, nhưng mà tôi lo cho cái người tôi nè. Ví dụ mình cũng là F0 đúng không, nhà mình cũng F0, là tôi cũng lo, mà tôi lo cho cái người thân của tôi, là tại vì người thân của tôi là béo phì, người thân của tôi là trên 65 tuổi, người thân của tôi là bệnh nền nha. Thì tuy là mình nói như vậy nhưng mà mình phải chăm sóc cái người lớn này nha, cái người lớn này. Thì nếu mà cái người lớn này mà hiểu á thì mình như thế này nha, mình xin uống sinh hoạt bình thường, đặc biệt là phải ráng mà ăn, phải ráng mà ăn. Nếu mình cung cấp được cho người ta, cho cái người thân của mình á, là phải cung cấp làm sao thức ăn nó lỏng, nó dễ ăn ha, cố gắng. Tại vì sao? Nếu mà không may á, mình mất cái vị giác á, hay là mình mất cái khứu giác á, mình ăn mình không biết cái gì á, ăn mà không biết, không phải không biết ngon là bằng cái bụng đâu nha. Cái bụng mình cũng muốn ăn nhưng mà mình không có ngon được cái miệng, là mình không thể nào mình ăn được. Thành ra mình phải nghĩ là phải ăn mới đủ dinh dưỡng, phải ăn mới vượt qua được cái bệnh này ha. Thì cái đó là chúng ta nhớ là nó là như vậy. Thứ nhất là cái phần dinh dưỡng, rồi cũng uống nước cho nhiều ha. Nếu mà mình ở cái xứ mà nó lạnh á thì mới cần giữ ấm, còn xứ nóng nóng quá thì giữ ấm gì nữa ha. Chỉ cần uống nước nhiều thôi, ha. Uống cho nó đủ nước ha. Còn nếu mình bắt đầu ở cái mùa lạnh á, là phải cố gắng giữ ấm. Ở nước ngoài á, họ bị nhiều, họ biến chứng nhiều là do lạnh quá đi, mà cái con virus đường hô hấp mà càng lạnh là nó càng quậy mình ha. Vậy thành ra cái chuyện ăn uống mà như vậy, cái quan trọng nhất đối với những người nguy cơ là như vậy ha. Cái bệnh này nó cũng không có giống cái bệnh khác, không có giống bệnh cúm ở chỗ là người ta khó thở mà người ta không biết, người ta thiếu oxy thật trong máu mà người ta không biết đó. Cho nên mình phải dạy người đó hoặc mình chú ý. Ví dụ bản thân mình là cái người yếu tố nguy cơ cao đi, bình thường mình nằm mình thở được, nhưng mà sao tự nhiên bữa nay mình nằm mình thấy hơi ngộp thở, phải ngồi đầu cao lên, phải nằm ngửa lên mới thở được, là bắt đầu khó thở rồi ha. Rồi bắt đầu tập thở. Hoặc là thường mình ngồi ngửa vậy mình thở rất là thoải mái, nhưng mà sao bữa nay tự nhiên mình ngửa nhưng mình thấy ngọt quá, phải ngồi thẳng lên là coi chừng nè, coi chừng. Thì lúc đó mình cũng phải tập thở luôn, mà tập thở xong không được á, mà trong thời gian chờ á là mình phải tập thở theo kiểu là
cúi xuống như vậy, ha, cúi xuống như vậy, cũng hít sâu phình bụng lên, xong thổi phù ra như thổi lửa vậy đó. Thì lúc đó người mình nó sẽ nhẹ lên, nó bớt lên, ha. Tại vì mình không có thể chờ là lúc đó người ta vẫn nói chuyện được, nha. Mình nghĩ là mình nói chuyện được là có chừng á, ha, có chừng á. Tôi ví dụ luôn cái tình huống này cho nghe, đó là người thân của tôi đó. Hai người là một người mẹ và một người dì, à, một người mẹ là một người dì mà một người dì và một người cháu, ha, vô cùng ở trong đó. Thì cái người cháu có phải mệt mỏi lắm, nói chuyện được. Cái người dì nói chuyện bình thường, nhưng mà chút người ta bóc cái người dì đi thở. Tại vì cái người dì đó 60 mấy tuổi rồi, ha, cũng có bệnh nền, bóc đi thở oxy. Nhưng mà cái người kia nói chuyện, tưởng có người mệt, ủa sao tôi mệt xong tôi luôn được đi, mà sao người này đi? Là cuối cùng là người ta lấy gì? Người ta lấy cái đo cái nồng độ oxy trong máu tay người ta biết, ha. Cho nên nếu mình trong nhà mình có người như vậy thì mình sẽ tải một cái app xuống để đo, ha. Nếu mình đo hoặc là mình có cái đồ kẹp á, mình trong bệnh viện mà mình đang ở trong bệnh viện người ta có đồ kẹp cho mình á, thì những cái người đó đó khi khó thở như vậy phải kẹp cho người ta, ha. Nếu mà nó dưới 93 dưới 95 là báo bác sĩ, ha, báo bác sĩ. Đó là cái này á, là hết sức quan trọng, hết sức quan trọng trong cái việc mà mình theo dõi cái bệnh nhân ở tại nhà, mình chăm sóc người tại nhà, ha. Thứ hai là gì? Cái người đó người ta choáng váng, ha, choáng váng, người ta lú lẫn, người ta không nhớ được, có nghĩa là tự nhiên người ta không tập trung suy nghĩ được á, mà không phải là do buồn, ha. Thấy người ta cũng bình thường mà sao người ta choáng váng đó, hoặc là bản thân mình cũng vậy thôi, ha. Rồi hoặc là mình tức ngực quá, tức ngực khó thở quá, nhưng mà tức ngực khó thở này vẫn có thể là do tâm lý, ha. Ví dụ như người đó đang khỏe mạnh, người đó đang bình thường là sao như vậy được, thì mình phải cũng kêu người ta tập thở, ha, trong thời gian mà gọi cái người tới đưa mình đi, ha. Hoặc là tự mình làm tất cả mọi thứ rồi cũng được, mình nằm sấp xuống, ha. Thì lúc đó nó cũng huy động hết những cái phần sau lưng của mình á, huy động hết những cái tế bào phế nang ở sau lưng của mình á, cái vùng phế nang sau lưng á, thì lúc đó mình sẽ khỏe lên, ha. Nếu mình làm tốt như vậy đó, chú ý đặc biệt là ngày thứ 5 đến ngày thứ 8, mà nó vượt ngày thứ 8 rồi, xem như là mọi chuyện nó sẽ ổn xuống, ha. Cái tỷ lệ mà cần phải đi làm này làm kia nó rất là thấp, chỉ có 5% thôi. Nhưng cái quan trọng của những người mà 5% đó là mình phải phát hiện sớm cái chuyện thiếu oxy, ha. Đừng có tệ tới cái lúc mà người ta nói không nổi nữa, người ta thở không nổi nữa, hoặc cái tay người ta tím lè mình mới biết là không được, ha. Chỉ cần thấy người ta cái tư thế hồi nãy tôi nói, rồi kêu người ta tập thở để người ta ổn định tinh thần, mà ta vẫn còn như vậy được cúi xuống nằm sấp sau đó, thì lúc đó thì cơ quan y tế họ sẽ tới kịp, ha. Thứ hai là gì? Bây giờ mình uống thuốc gì, đúng không? Mình uống thuốc gì? Thứ nhất là cái bệnh này nó cũng rất giống với bệnh cảm cúm, ha. Cho nên hồi nhỏ cảm cúm mình uống thuốc gì, cách đây một tháng mình có cảm mình uống thuốc gì, thì bây giờ mình uống thuốc đó, ha. Bây giờ mình uống thuốc đó. Trong nhà mình có bara thì mình uống bara. Ví dụ có người sốt thì uống bara, nhưng mà có người nhức đầu cũng uống bara được vậy, đúng không? Suy nghĩ nhiều quá nhức đầu cũng bara được vậy đó. Rồi ho thì uống thuốc ho thông thường, mình có thể uống thuốc ho thảo dược, ha. Rồi tiêu chảy, uống thuốc tiêu chảy bình thường. Còn nếu mình không tiêu chảy quá nhiều, mình cũng có thể uống nước bù nước bình thường hết, ha. Cho nên nếu có những triệu chứng gì thì mình làm y như hồi xưa mình có triệu chứng đó, chứ không cần thiết phải bù cái thuốc gì hết sức là đặc biệt, không có, không thuốc đó. Cái những cái thuốc khác đặc biệt đó là chỉ khi nào mà bác sĩ chỉ cho mình uống, tại vì mình nhìn ngoài mình không biết đâu, nha. Cho nên thuốc nó cũng đơn giản vậy thôi, chủ yếu là ăn uống nghỉ ngơi, tập thể dục, tinh thần thoải mái, tư duy về cái tỷ lệ, ha, tư duy về cái thể trạng của mình, mình không phải là yếu tố nguy cơ, mình còn trẻ, mình dưới 65 tuổi, mình không có bệnh nền, hoặc là mình bệnh nền dưới 65 tuổi nhưng mà mình đã được chuyện rất là ổn định, thì tất cả những cái đó chúng ta phải suy nghĩ như vậy, thì cái tinh thần của chúng ta nó ổn định và nó sẽ vượt qua. Và rõ ràng là cho tới hiện nay Việt Nam mình bệnh cũng rất là nhiều, mình đa số vượt qua. Và rõ ràng là có những người cả đi ngoài đường quắc vô xét nghiệm phát dương tính, chắc chắn là các bạn có đồng nghiệp của mình, ủa sao thấy mới qua đi làm sao bữa nay nói nó dương tính, đúng không? Đó, mà hoặc là nó mới đi làm xong xuôi rồi kêu nó xuống xét nghiệm nó cũng dương tính. Thì mình phải hình dung cái đó là nếu cái người đó không làm, họ cũng tự hết thôi, không tự hết thôi. Nhưng mà bởi vì người ta phải làm là bởi vì nó lây quá, nó lây nhanh như vậy thì nó đi vô trong cái, đi vô trong cái người nguy cơ, thì lúc đó cái khối điều trị làm không nổi, ha. Và sắp tới đây nữa theo tôi biết đó, là mấy cái người mà trẻ khỏe đó, hoặc là ở nhà hoặc là ở đâu, ở trong xóm mình, có khi kiểu ở trong xóm luôn á,
ví dụ như là mình ở gần cái khu mà huyện người ta thành lập mấy cái khu đó đó, cái khu cho người nhẹ đó đó, nhiều đó ở chung với nhau nha. Để đương nhiên á, tôi thấy cũng cái chuyện hơi buồn á, là mình ở trong khu đó mà mình không có trách nhiệm với cái chỗ mình ở. Bây giờ chúng ta phải cùng làm nha. Người nhiều đồng nghiệp của tôi nói trời ơi vô đây mà giống như đi khách sạn vậy đó, không làm cái gì hết á. Mình ở dơ thì ảnh hưởng tới mình, ảnh hưởng tới ai nha. Trong khi ngành y tế bây giờ hết sức rồi, mình không chịu phụ, mình đi im gì luôn, không làm gì hết, thì cái đó không nên nha. Mai mốt thì sắp tới đây thì có thể là như vậy, có thể là sẽ ở tuyến huyện tuyến xã gì đó, người ta lo hết gần, khi mình ở gần huyện thì mình được vô đó gần ha, và mình có cái thông tin liên lạc nó tốt hơn nha, thông tin liên lạc tốt hơn, thì như vậy đó thì rồi nó cũng sẽ qua nha. Cho nên nói tóm lại khi mình ở trong thuộc cái nhóm là F0 thì đừng có lấy gì làm buồn, bây giờ nó nhiều lắm, nhiều lắm ha. Bây giờ tôi bảo đảm là nếu mình có, mình là cái người mà không có giao thiệp nhiều đi, mình cũng có thể nghe người thân mình bị nha, có thể là hàng xóm, có thể là đồng nghiệp, có thể là đồng nghiệp của anh mình nha, có thể là họ hàng mình bị vậy đó nha. Rồi người ta cũng xuất viện nha, người ta cũng xuất viện, người ta cũng đi về, nhân viên cùng trong nhi đồng một của tôi cũng có một hai người, có người xuất viện rồi, xuất viện rồi đó. Thì cô bảo mẫu xuất viện rồi đó. Thì mình phải hình dung như vậy, thì nếu mà bị F0 nó cũng không có gì lạ hết nha. Nhưng bây giờ cho đi mình phải phòng ngừa đó, sau cái đợt này mình phải tự lo phòng ngừa để gì, để chờ vaccine người ta xuống nha. Nếu mình là một người F0 thì chuyện đó không có gì lạ hết, bởi vì cái sinh hoạt của mình lơ là một chút là mình dính ha. Thứ hai, nếu mình là F0 thì mình phải tưởng tượng cho được đây là một cái bệnh rất là giống như bệnh cảm cúm, rất là giống như bệnh cảm cúm. Đây là cái bệnh của một loại siêu vi, nó mới thôi chứ nó không có phải là độc tính gì nhiều ha. Rõ ràng mình xác định nhầm, bây giờ cho tới hiện nay người ta cũng nghiên cứu, người ta phải vậy, nhưng mà không có lơ là ha. Không có lơ là, không mua, không để được lây thêm ha, không để được lây thêm là cái thứ nhất. Không có gì phải bi quan bởi vì số liệu có rồi. Phải tập thở để quy động phổi của mình và cho cái đầu mình đừng có lo lắm ha. Phải ăn sạch uống sạch, phải giữ vệ sinh. Nếu mình là cái người có triệu chứng mà mất khứu giác vị giác thì phải ráng mà ăn, ăn gì cái đầu chứ không phải ăn gì cái miệng đâu, cái miệng không biết được ngon đâu ha. Phải biết là mình ăn vô để sức khỏe mình mau hết, thì chúng ta làm như vậy ha. Rồi chúng ta tự giải quyết với nhau, chúng ta tự tập thở với nhau, chúng ta tự chăm sóc mình, chúng ta tự giữ vệ sinh, chúng ta tự bảo vệ mình, tự bảo vệ cho người xung quanh đó. Trong cái nhà đó nếu mà tất cả bị hết thì cùng làm vệ sinh để bảo vệ hết, thì tóm lại như vậy thì chắc là chúng ta sẽ phải ổn thôi nha, trong khi thời gian chờ vaccine đó, chứ không có một cái gì mà đặc biệt hơn hết nha. Và nhớ tôi nói là hồi trước tới giờ mình có bị cảm hay không, chắc chắn có. Hồi trước tới giờ mình có bao giờ bị đau họng tới mức phải uống kháng sinh hay không, chắc chắn có. Hồi trước tới giờ có bao giờ mình sốt tới cái mức nhức đầu nhiều hay không, chắc chắn có. Hồi trước tới giờ mình có cái mức ho nhiều hoặc là ho ít hay không, ho túc tắc vài cái hay không, thì mình sẽ giải quyết cái đợt này giống y chang vậy luôn nha, giống y chang vậy luôn, không có gì là lạ hết. Và tất cả mọi việc nó như vậy và đa số nó không triệu chứng, thì hy vọng là những cái này á sẽ giúp cho sắp tới, ví dụ hoặc mình có người thân bị F0 hoặc là bản thân mình F0, mình ứng dụng như vậy nha, ứng dụng như vậy để mà giúp. Và ngay cả cái này trong cái khu cách ly cũng nên làm như vậy nha, cũng nên làm như vậy, thì mọi việc nó sẽ qua thôi nha. Thì đó là kết thúc như vậy, và tôi sẽ coi nhanh là các bạn hỏi cái gì không nha, để trả lời. Cho cháu hỏi bác công tác ở bệnh viện nào? Tôi thì vẫn làm ở nhi đồng một thôi nha, tôi vẫn làm như, tại vì tôi cũng hơi lạ hơn người ta,
là tôi mới ra trường á, cũng chật vật nhưng mà cuối cùng xin được nhi đồng một, mà tôi làm đúng một chỗ thôi. Và tôi về từ nhỏ là tôi làm về nhiễm nhi. Sau này thì mình lớn tuổi chút á, đằng học trò đằng em nó lớn rồi thì mình cũng bớt cái công việc ở khoa nhiễm nhi đi, cái khoa nhiễm của mình như một đi nha, coi coi chút chút thôi, lâu lâu vô coi bệnh nặng thôi, mấy nhỏ lớn hết rồi. Tôi xuống tôi làm thêm trưởng phòng công tác xã hội nha, như vậy đó. Tinh dầu địa bàn cái gì tinh dầu nha. Ở trên mạng á người ta chỉ nhiều cái thứ thuốc kỳ lắm ha. Thứ nhất là thuốc tây á, thì các bạn không cần đâu, tại vì lúc đầu tôi nói rồi ha, hồi xưa giờ mình bị sao mình làm y vậy. Còn tinh dầu hay là cách xong á thì hồi xưa mình cảm mình có xong không? Có ha. Ông bà mình có xong, nhưng mà cách đó nó chỉ giải quyết giống như là mình bị cảm thôi ha, chứ không phải là nó chữa hết bệnh. Nhưng mà tôi chú ý các bạn á, là nếu mình đang sốt cao á thì mình đừng có xong ha. Sốt cao mình đừng có xong, tại vì sốt cao mà mình xong thêm là nó sốt thêm á ha. Cho nên nếu mình hết sốt thì mình cứ xong như bình thường, cũng giống như là lâu lâu mình cảm mình xong đó. Lẽ đương nhiên là lúc đó thì cái nước nó phải sạch ha, cái lá làm sao nó cũng đúng bài của ông bà mình làm ha. Còn tinh dầu á thì tinh dầu mình cũng có thể xong bằng tinh dầu được ha. Nhưng mà đương nhiên phải sạch mà đừng có nhiều quá nha. Và mình xong mình thấy bớt thì mình cứ làm nha. Nó cũng là một cái niềm tin và nó cũng làm sạch cái cuống họng của mình đi. Chứ còn nó không chữa được bệnh nha, không chắc chắn chữa bệnh nha. Chứ mình nói là có nhiều người nói nhờ tôi xong mà tôi vượt qua, không phải, tự hết đó. Chứ không phải là nhờ tôi xong rồi mình khoe ra mình xong rồi tôi tự điều trị của tôi không cần tới ai hết. Cái đó là tự nó hết chứ không điều trị gì. Còn cái chuyện cảm của mình muốn xong. Còn tinh dầu thì cũng làm như bình thường thôi. Có nhiều người hỏi tôi là bây giờ mình muốn diệt virus bằng tinh dầu, thành ra mình chữa bệnh nhưng mang khẩu trang mình xịt tinh dầu vô đó hoài, sao mà xịt vô đó hoài được. Mình xịt vô một hồi nó hết, nó bay mùi hết, không lẽ giờ mình xịt hoài sao mình chịu nổi. Dạo sau này cũng ít hỏi ha, ngay vậy chúng ta là cũng tự tìm hiểu được nhiều. Hình như là ông Quách hỏi mà có những cái đó thì theo tôi thì có ai mà nói hơi ấy ấy thì tôi kệ mồ đó, ăn thua gì trời đất ơi. Cái clip dạy thở thì hôm bữa là trong cái sau đó tôi có post lên cái trang fanpage rồi ha. Rồi các bạn coi cái đó đi ha. Hình như có ai đó nói cái gì đó mà sao bị người ta la quá.
Rồi ha, như vậy thì đủ rồi đó ha. Thì để coi còn câu nữa không. Cho ở nhà cách ly giống Mỹ, không tập trung. Nói chung là mỗi cái cách làm của mỗi nước nó khác nhau ha. Mỗi cách làm mỗi nước khác nhau, giống như là chích ngừa của mình á, thì phải đo huyết áp để khám từ đưa đó. Nhưng mà bên nước ngoài nó không có đo vậy, tới đưa cái tay vô rồi chích ở đó 15 phút à. Nhưng mà nó có nhiều vấn đề lắm ha, thành ra mình cố gắng mình làm cho nó đúng thôi ha. Và đặc biệt là đừng có làm sao mà để lây thêm ha. Rồi vậy đi ha. Rồi có khả năng là khoảng vài bữa nữa đó, thứ sáu thứ bảy gì đó, tôi sẽ làm một cái live stream về 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 cái xét nghiệm ha. Trong khi mình chờ xét nghiệm thì mình làm cái gì ha? Có những câu hỏi thì nó vậy đó. Rồi thôi bây giờ chào mọi người nha, hy vọng là cung cấp cho chúng ta một số kinh nghiệm để mà mình vượt qua cái đợt này ha. Tôi thấy là đợt này thì đúng là tất cả đều mệt mỏi đó.